buffet là một hình thức ẩm thực của phương Tây du nhập vào Việt Nam đã nhiều năm nay. Tuy nhiên, ăn buffet đúng cách vẫn là điều nhiều người chưa biết rõ. Thông thường, tiệm buffet được tổ chức vào buổi trưa và buổi tối. Mỗi bữa ăn buffet thường được gói gọn diễn ra trong 2 đến 3 tiếng. Các bạn nên đến sớm khi mới bắt đầu để có đủ thời gian vừa ăn vừa thư giãn và như thế mới có thể lựa chọn và thưởng thức được nhiều món ăn ngon. Thời gian phổ biến nhất để ăn buffet là vào buổi tối. Tuy giá cả có đắt hơn một chút nhưng đồ ăn phong phú và tươi. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản nhất bạn cần tuân thủ khi ăn tiệc buffet. Cách chọn món ăn trong tiệc buffet. Đầu tiên, khi đến nhà hàng, bạn không nên lấy ngay bát dĩa để chọn thức ăn mà nên đi một vòng xung quanh xem thực đơn buffet hôm đó có những món ăn gì và vị trí của các món đó ở đâu. Khi đó, trong đầu bạn đã chấm sẵn các món dứt khoát ăn để kế đến là các món dự định thử cho biết. Bình thường thì các món ăn sẽ được chia thành từng quầy, tùy thuộc vào đặc trưng và các chế biến của các món ăn đó. Ví dụ, các món salad, khai vị sẽ được chia thành một quầy riêng, các món nóng như bánh mì, bún, phở sẽ được chia thành một quầy khác. Bạn cần nhớ là các nhà hàng đều để các dĩa thức ăn ở ngay dưới quầy buffet, chứ không phải để trên. Trông sẽ không được đẹp và có thể gây nên đổ vỡ đáng tiếc. Sau khi kết thúc một vòng thì bạn hãy lấy dĩa và chọn cho mình các món ăn khai vị đầu tiên, món hấp, luộc, súp sẽ tốt cho bạn hơn. Hạn chế các món quá nhiều chất béo như thịt mỡ, món chiên quay, nhất là món tẩm bột chiên. Chọn thịt nạc, thịt gia cầm bỏ ra, các loại cá và hải sản một cách vừa đủ. Bạn nên ăn ít các món nhiều muối như thịt sông khói, các món ăn kho mặn. Trước những món ăn lạ, bạn nên thử. Nếu nếm thử được thì hãy ăn thật. Đừng thấy món ăn trông bắt mắt mà lấy thật nhiều, bởi nếu không hợp khẩu vị sẽ rất lãng phí. Nguyên tắc chọn các món ăn theo thứ tự. Trong hàng trăm món ăn trên bàn tiệc, bạn không nên lao vào các món ăn yêu thích theo bản năng. Thực tế cho thấy, nhiều người khi ăn buffet thường lấy nhiều thức ăn kết hợp với nhiều món, hoặc thích ăn món gì thì ăn món đấy. Chúng sẽ khiến bạn no nhanh chóng, không thưởng thức được những món ăn ngon khác. Nguyên tắc là sau khi xác định được những món ăn thì bạn nên ăn theo thứ tự sau đây. Đầu tiên là các món ăn khô, ví dụ như gỏi nộm, salad sẽ kích thích vị giác và tiêu hóa của bạn. Tiếp đó là các món luộc, món nướng, món trộn, món chiên xào và các món giúp no bụng như cơm, mì, bún, miến phở. Cuối cùng là các món tráng miệng, hoa quả, bánh ngọt. Điều cần lưu ý khi ăn buffet đó là bạn không nên ăn nhiều các món cơm chiên, mì xào, phở, bún vì các món này dễ làm cho bạn no nhanh, bún hoặc mì có nước. Hơn nữa, những món ăn này bạn có thể thường xuyên thưởng thức ở ngoài bên ngoài với giá rẻ, nó sẽ làm bạn mất cơ hội thưởng thức nhiều món ăn ngon khác. Ăn buffet đúng cách, bạn nên ăn chậm rãi, từ từ để thưởng thức món ăn, không nên lấy quá nhiều món ăn, kể cả các món lạ mà mình ưa thích. Vì dạ dày của bạn thì có hạn mà lại có nhiều món ăn khác chờ bạn thưởng thức nữa. Ở Việt Nam, nếu người nào tự đi ăn buffet sẽ thấy phong cách phục vụ buffet của các nhà hàng đã thay đổi, điều chỉnh từ việc ban đầu ăn thoải mái, lấy thoải mái cho đến giới hạn từng món nhỏ, đĩa nhỏ như sumo của BBQ. Không nên lấy quá nhiều rồi bỏ, ăn nhiều lấy bấy nhiêu, chỉ nên lấy không quá 2 dĩa cùng lúc, mỗi dĩa nên chỉ có khoảng tối đa 2 đến 3 món. Điều này rất quan trọng, nó có thể thể hiện một phần văn hóa của bạn. Nó không chỉ giúp bạn có cơ hội thưởng thức những món ăn khác mà còn tránh lãng phí và dành nhiều thức ăn cho người khác. Không chen lấn tranh giành, không nên có tâm lý ăn cho đủ tiền. Bạn không nên uống bất kỳ loại nước công nghiệp dù nhà hàng khuyến mại. Các thức uống công nghiệp có được tạo cảm giác no nhanh, chán nhanh khiến bạn không thể dùng được các đồ ăn khác một cách ngon miệng. Thay vào đó, hãy nhâm nhi chậm rãi những ly sinh tố, nước ép hoa quả, thậm chí là cần cốc nước lọc là đủ. Mỗi lần đứng lên lấy đồ ăn mới, bạn không nên dùng chiếc dĩa cũ của mình để tiếp tục lấy các món ăn khác của nhà hàng đã chuẩn bị rất nhiều dĩa, muỗng, đũa, dao, đĩa. Nhà hàng buffet thường đông người và ăn cùng một lúc, có thể là cùng một nhóm. Bạn hãy chờ người khác lấy thức ăn xong rồi sẽ đến lượt mình, không chen lấn, xô đẩy, tranh giành, làm xấu hình ảnh của bạn. Một lưu ý quan trọng đó là đồ tiệc buffet thường nhiều, bạn không lo ăn hết đồ. Nếu vơi, nhân viên tiếp ngay lập tức sẽ đến tiếp thêm đồ ăn. Bạn không nên lấy giúp thức ăn cho bạn bè, mặc dù đó có thể là món trông rất ngon và bạn cũng muốn gia đình mình thưởng thức. Hãy để họ tự thưởng thức và thoải mái lựa chọn, bởi đơn giản, buffet là để thưởng thức. Không nên ngậm dĩa, thìa cũng như cua dao, dĩa trước mặt người khác trong lúc ăn. Bạn phải tranh thủ lấy thức ăn để nhường chỗ cho người khác khi bạn đã ăn hết thức ăn trên dĩa. Nếu gắp chéo muỗng và nĩa theo hình chữ X lên dĩa là bạn đã dùng xong món ngon đó và người phục vụ sẽ tự động đến thu dọn, tiếp tục bạn có thể đến chọn món ăn khác.
Một mẹo vặt dành cho những ai lần đầu tiên đi dự búc đó là hãy quan sát cách ăn của người khác rồi mới tham gia vào tiệc. Người ta chỉ chê bạn không sành ăn, chứ không chê bạn ăn chậm. Nếu còn lúng túng thì bạn có thể nhờ nhân viên phục vụ hoặc người quán đốc của nhà hàng chỉ dẫn. Khi nào không nên đi ăn buffet, bạn đi ăn một mình sẽ rất nhàm chán. Bạn là người kén ăn thì đừng nên chọn loại hình này bởi sẽ không được thưởng thức. Lợi điểm lớn nhất của buffet là sự phong phú món ăn. Bạn eo hẹp về quỹ thời gian, ít nhất cũng phải có 2 tiếng cho một bữa ăn buffet thì nên để dịp khác. Tâm trạng không thoải mái, đang lo âu nhiều việc chưa giải quyết. Ngoài ra, những người bị bệnh đái tháo đường, bệnh gan nhiễm mỡ, béo phì cũng phải hạn chế. Và hết sức lưu ý đến tình trạng sức khỏe đi ăn buffet. Một lưu nhỏ nữa là khi đi ăn buffet, bạn nên mặc những trang phục rộng rãi, thoải mái để chúng không gây cảm giác bó buộc, giúp bạn thoải mái di chuyển lấy đồ. Chưa có ai mà bán cái đây là hàu đúc lò. Hàu đúc lò, gà chiên xù kiểu Nhật. À, sò sữa nướng mỡ hành. Sườn heo nướng lên me, miếng sọc cua. Toàn là những món ăn đang bốc khói lên cái mùi thơm. Sò điệp này rất tươi, ngon. Mỡ hành thì được phủ trên sò điệp. Kế đến là tôm rang muối kiểu Hồng Kông. Là tôm rang muối kiểu Hồng Kông. Tôm rang muối kiểu Hồng Kông. Phía mặt trên là hình như nó có một cái lớp xả, lớp gia vị. Đấy. Mời các bạn đến món này là món mì ý súp hải sản. Ngon. Còn đây là cua tráng miệng này. Đây là bánh tráng miệng nhé. Có hoa quả, bánh ngọt. Quầy món là bít tết, bò bít tết, bò này là bò nhập khẩu, thịt rất tươi, ngon. Các món ăn của chúng ta đang đã sẵn sàng để mà đón tiếp khách.
dưới là con cô này là cô gặp nó rất chắc ra là cho đây đây.
con ăn ơi, bà bán còn có lấy rồi. Rồi giờ ba rồi. Rồi.